gì chưa? Hồi sáng nhá, ở đầu ngõ có một vụ đánh ghen. Mà công nhận nhá, bà vợ cũng gan thật, dám đi đánh ghen một mình. Ê bà ơi, nhưng mà tiểu tam xinh lắm ấy, mặc đúng cái váy hồng rồi. Bà đã viết xong báo cáo tình hình tổng kết kinh doanh của quý này chưa? Sếp vừa gọi điện dục đấy. Ơi sáng ra đang ăn dở cái bánh đã báo với chả cáo. Báo cáo là làm lúc nào mà chả được. Ăn cái bánh không yên. À, công ty mình nhá, mới có drama mới. Huyền Anh, phòng nhân sự, hoa khôi công ty đấy, mới ly hôn chồng được một tháng đấy. Em ơi mà công nhận nhá, giấu giỏi thật đấy. Hôm trước tôi đi buôn chuyện mãi mới moi được đấy nhá. Chồng đi cặp bồ, không chọn ai để mà cặp lại cặp với vợ của bạn thân. Thế sao bà biết? Sao lại không biết? Người ta được mệnh danh là nữ hoàng tin vì đổi công ty này. Cần biết cái gì á, thì để tấm đây nói cho mà nghe nhá. Mà nhá, ông Ngọc Anh ở phòng kinh doanh nhá, hình như là ly thân với vợ được 3 tháng rồi đây, sắp ra tòa rồi sao? Có hai đứa con này không biết là ở với mẹ, ở với bố nhỉ? Chuyện của người ta, kệ người ta. Chuyện của người ta nhưng mà mình phải nói thì mình mới vui chứ. Nhưng mà tất cả mấy chuyện vừa rồi đều không hot bằng chuyện của ông Trung nhá. Tôi mệt quá đi mất đây này. Tôi làm xong cái hồ sơ này rồi đấy. Bà nên chỉnh xếp đi. Cho kể nốt đi đã. Đi đi đi. Nóng nhiều. Thế tí về cho kể nốt nhá. Thổi vừa ăn rửa ruột mà ăn này. Bà đúng là ngày phải có 7749 cái tin hot ấy nhở. Nhưng mà tin này hot lắm. Mà tôi khẳng định với bà nhá, cái tin này á, tôi là người đầu tiên ở trong cái công ty này biết. Bà là đồng nghiệp thân nhất của tôi, cho nên tôi nói với bà là người thứ hai đấy. Gì? Này, sếp yếu. Hả? Sếp ốm á? Không, sếp không có. Sếp yếu. Yếu là ốm, sếp bệnh à? Không phải, sếp không bệnh. Sếp yếu. 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 Yếu cái ấy á. Ừ. Cho nên là vợ sếp tịt đẻ. Mà vợ sếp tịt đẻ nhá, thì mấy hôm nữa vợ chồng sếp sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo, lại tốn một đống tiền đấy. Sao nghe cả cái tin thâm cung bí sử này của sếp mà bà không biết á? Để biết đấy, những chuyện đấy người ta phải có tài năng bẩm sinh đấy. Ở công ty này nhá, muốn biết cái gì nhá thì cứ để tấm nói cho mà nghe. Sếp ạ. Sếp ok nhé, cái này nó không khớp thì số liệu của tôi đang làm, bà làm xem hộ lại của tôi nhá. Sao lại mỏi người quá? Sếp ốm á. Làm rồi đi. Vâng ạ. Tôi hơi tiếc cho khả năng của cô. Nếu mà làm việc ở một nơi đúng chuyên môn hơn ý, thì sẽ phát huy được tài năng của mình đấy. Ôi nhưng mà sao tự nhiên sếp lại nói thế ạ? Mọi ngày thính nhạy lắm cơ mà, sao hôm nay chậm hiểu thế? Cô cần tôi ký giấy để chuyển nơi công tác cho một nữ hoàng tin vị được tỏa sáng không? Ôi sếp ơi, em phải vất vả lắm mới xin được công việc này. Mà sếp ơi, em cũng xin lỗi sếp là đã chót đưa mồm đi chơi xa chuyện gia đình của sếp ạ. Thôi, tôi không cù dập ai cả. Điều tôi muốn ấy là muốn có một nhân viên hết lòng với công việc để xứng đáng với đồng lương của mình, chứ không cần một nhân viên nhiều chuyện. Cô hiểu chứ? Dạ em hiểu, em hiểu rồi ạ. Cô hiểu cái gì? Vợ tôi mang bầu gần sinh rồi, nhưng mà cô bảo tôi yếu. Cô có muốn? Dạ muốn gì ạ? Chủ ẻo tôi không? Em làm gì có dám chủ ẻo sếp ạ? Cô mà còn sao nhãn công việc, rồi tọc bay vào chuyện người khác, tôi cho cô nghỉ việc đấy. Dạ vâng ạ. Thế phòng làm việc đi.